Theo anh nhớ thì hình như là đầu năm 2021. Sống ở đây thời gian thì tôi thấy ở đây thì vị trí thì nó cũng gần chợ, gần sông, khí hậu mát mẻ, rồi an ninh cũng ok. Những cư dân ở đây thì họ cũng rất là thân thiện. Bà con nào muốn ở một vị trí để mà mình hưởng cái tuổi an nhàn trong cuộc sống thì bà con nên chọn cái điểm nơi đây.